tài sản Harry Meghan tăng gần 100 triệu USD sau khi rời hoàng gia. Từ con số 25, 40 triệu USD hồi còn là thành viên cao cấp hoàng gia Anh, tài sản của Harry Meghan hiện ở mức 128 đến 133 triệu USD. Theo Daily Star, giá trị tài sản ròng vợ chồng hoàng tử Harry tăng vọt gấp 3, 4 lần sau khi từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia để độc lập về tài chính tổng giá trị tài sản ròng của họ ở thời điểm này ước đạt 128 đến 133 triệu USD, con số cao ngất ngưỡng so với hồi còn làm việc cho Hoàng gia Anh. Nhờ đâu mà họ kiếm được số tiền lớn đó, từ khi được độc lập về tài chính, công tước và nữ công tước xứ sở sách mở rộng lợi ích kinh doanh ở bên ngoài hoàng gia. Hợp đồng mà họ ký với nền tảng trực tuyến Spotify được cho là giá trị khoảng 25 triệu USD. Họ cũng hợp tác với nền tảng phim online Netflix, tổng giá trị hợp đồng được báo cáo là trên 100 triệu USD. Cách đây 5 tháng, Megan phát hành cuốn truyện tranh thiếu nhi The Bean, tranh minh họa do họa sĩ nổi tiếng vẽ. Con số lợi nhuận thu được từ việc bán sách chưa được công bố. Tuy nhiên, tác phẩm này từng được New York Times liệt kê là cuốn sách bán chạy nhất trong một hạng mục hẹp của sách thiếu nhi. Bất động sản cũng là phần tài sản lớn của vợ chồng Harry Meghan, tòa biệt thự 9 phòng ngủ, 16 phòng tắm ở Montecito, California được họ mua với giá khoảng 14 triệu USD tháng 6 năm 2020. Gần đây, công trình này được cho là đã tăng giá trị gấp 3 lần. Biệt thự Montecito có phòng gym, spa, sân tennis, bể bơi, khu nhà riêng dành cho khách, chuồng nuôi gà và sân vườn rộng. Đây là khu vực có nhiều người nổi tiếng và giàu có sinh sống. Vậy trước khi rời Hoàng gia Anh, tiền bạc của Harry Meghan đến từ đâu? Harry được công quỹ chi trả cho các hóa đơn do anh phục vụ với tư cách thành viên cao cấp của Hoàng gia. Thời còn ở quân ngũ, anh được trả lương khoảng 50.000 USD một năm. Hoàng tử cũng có hàng chục triệu USD tiền thừa kế từ cụ Thái hậu Elizabeth, mẹ nữ Hoàng Anh và mẹ công nương Diana. Về phần Meghan, cô được trả thù lao 50.000 USD cho mối tập phim Street cựu diễn viên cũng tham gia thiết kế thời trang cho một thương hiệu Canada và điều hành blog riêng. Theo Forbes, trước khi cưới Harry, Meghan sở hữu khối tài sản khoảng 2,2 triệu USD. Năm điều thú vị khiến dân tình xôn xao về đám cưới của hoàng tử Harry. Mới đây, Cung điện Kensington đã thông báo ngày cưới chính thức của cặp đôi trong năm nay. Thứ nhất, ảnh đính hôn Điện Kensington đã tặng món quà Giáng sinh lớn cho người dân khi công bố ba bức ảnh đính hôn chính thức của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Ba bức ảnh cưới được Hoàng gia Anh công bố về lễ đính hôn của Hoàng tử Harry và diễn viên người Mỹ Meghan Markle quả không phụ lòng người hâm mộ. Các với vẻ kín đáo, trang trọng của công nương kết, Meghan chọn cho mình bộ váy xuyên thấu hiện đại và thời thường. Thứ hai, thời điểm kết hôn. Hoàng tử Harry xứ Wales well và quý cô Meghan Markle sẽ kết hôn vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, cung điện tuyên bố. Trước đó, Điện Kensington đã thông báo đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 5 và địa điểm là nhà thờ Thánh George thuộc lâu đài Windsor. Chúng tôi rất vui mừng cho Harry và Meghan. Thật tuyệt vời khi biết Meghan cũng như nhìn thấy cô ấy và Harry đã hạnh phúc như thế nào. Hoàng tử William và cậu nương kết chia sẻ phía đại diện truyền thông của cặp đôi cho biết đây sẽ là lễ cưới theo phong cách hiện đại. Theo đó, từ các chi tiết nhỏ nhất đến hoàn cảnh của buổi lễ đều có thể khắc họa rõ nét tính cách của cả Meghan và hoàng tử Harry. Gia đình hoàng gia sẽ chi trả các khoản cho buổi lễ bao gồm dịch vụ nhà thờ, âm nhạc, hoa và lễ tân. Tuy nhiên, chi phí an ninh, cảnh sát và trật tự công cộng sẽ được chịu trách nhiệm bởi quỹ công cộng. Sau đám cưới của hoàng tử William, có vẻ đây là đám cưới tiếp theo được hoàng gia Anh mong đợi nhiều nhất, minh chứng là họ đã bắt đầu lên kế hoạch từ rất sớm, kể cả việc ấn định ngày cưới cho đến các khâu chuẩn bị cho hôn lễ. Thứ ba, hôn lễ sẽ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình. Thời điểm này có vẻ như còn khá sớm để dự đoán số người xem trực tiếp, nhưng công chúng có quyền tin rằng con số này không thấp hơn ngưỡng triệu. Minh chứng là đám cưới của công nương kết và hoàng tử William đã thu hút gần 23 triệu khán giả Mỹ vào năm 2011. Đám cưới của công nương Diana và thái tử Charles đạt được con số 17 triệu. Meghan sẽ trở thành công dân Anh và không được gọi là công nương. Theo thông tin được xác nhận bởi cung điện Kensington, Meghan Markle sẽ chính thức trở thành công dân của Anh Quốc sau khi nữ diễn viên được rửa tội và xác nhận bởi Giáo hội Anh Quốc. Meghan sẽ phải làm quen với việc không bỏ phiếu ít nhất là ở Anh. Ban đầu cô có thể sống ở Anh bằng thị thực gia đình, nhưng kể cả khi trở thành công dân Anh, cô cũng không được bỏ phiếu dựa theo tập tục hoàng gia. Một khi đã chính thức đính hôn với Hoàng tử Harry, Meghan sẽ có danh hiệu là Nữ công tước chứ không phải là Công nương Meghan. Đó là do cô không có dòng máu hoàng tộc, ngay cả Kate Middleton hay Camilla Parker Bow cũng không. Chúng ta quen gọi Kate Middleton là công đường kết, thực ra danh hiệu chính thức của cô là nữ công tước xứ Cambridge. Tuy nhiên, nếu như Harry và Meghan có con, đứa trẻ sẽ trở thành công chúa hoặc hoàng tử. Vợ chồng hoàng tử sẽ sống ở ngôi nhà của hoàng tử William từng sống. Các vợ chồng tương lai sẽ sinh sống tại Nottingham, Cardiff sau đám cưới. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng này nằm trong Cung điện Kensington thuộc quân viên Hoàng gia Anh tại thủ đô London. Hoàng tử Harry có thể bỏ qua sự kiện tưởng nhớ mẹ nếu vợ không được tham gia. Các nguồn tin cho biết công thức xứ sở sách đã ra sẽ bỏ qua buổi lễ công bố bức tượng của người mẹ quá cố, công nương Diana nếu vợ là Meghan Markle không được tham gia chương trình. Meghan trong khi đó đang mang thai và sẽ không trực tiếp tham dự buổi lễ, nhưng hoàng tử Harry muốn một thông điệp video từ cô được đưa vào sự kiện. Harry yêu cầu Meghan phải là một phần của buổi lễ chính thức. Nguồn tin nói, một nguồn tin khác cho rằng công tước xứ Sussex có thể không tham dự sự kiện này do sự lạnh nhạt mà mình nhận được hồi tháng 4 khi đến dự đám tàng của ông nội là Hoàng thân Philip. Người trong cuộc nói với Rada, Harry không chỉ cảm thấy bối rối vì phản ứng của gia đình mà còn bởi tin tức tiêu cực từ truyền thông trong thời gian ngắn ở đây. Căng thẳng được cho là vẫn ở mức cao giữa gia đình Harry và các thành viên cấp cao khác của hoàng gia. Sau cuộc phỏng vấn của hai vợ chồng với Oprah Winfrey và những tuyên bố khác của hoàng tử Harry, tuần trước Harry đã phê phán cách nuôi dạy con của cha mình là thái tử Charles. Bức tượng của công nương Diana, người qua đời trong một vụ tai nạn ô tô năm 1997, sẽ được khánh thành vào ngày 1 tháng 7, đúng ngày sinh nhật lần thứ 60 của bà.